đổ cái đi dòng đà vòng qua trước hộp hộp rồi tiêu đổ đi dòng đà qua tới. Có lấy bằng cào không? Có càng bên này có mà. Càng bên này đừng có, khỏi thằng thủy bển. Nhằm có đường điện. Đây, cái thằng nào đổ ở đây nó đứng 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 lên bị chấn sắt này như nó hoài. Ờ, vậy đó chứ lát lên đấy. Lát nó cũng bình là này. Ừ, cũng bình là. Thôi dài. Ông mới làm chạy sùm vô. Hả? Gói nào? Không không, khỏi luôn. Cái đó để cho nếu bác kéo cửa chống luôn, cầm gì xe gói. Đưa cho cái chiều rồi mát anh già thì cái gì vậy chạy
đâu. Kiếm gì? Ngồi chơi trong sàn chẳng phải có.